mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu bức tranh về nhân vật Tomioka Nizu nha các bạn. Và bây giờ hãy cùng mình đi tô màu. Đầu tiên mái tóc của Tomioka thì mình sẽ đi tô màu nâu nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ đi tô màu một chiếc áo nha các bạn.
Tiếp theo thì mình sẽ tô màu thanh kiếm nha các bạn. Thanh kiếm thì mình sẽ tô màu đỏ. Và chúng ta nhìn đây là bức tranh về Tomioka thì đã tô màu xong rồi nha các bạn. Các bạn đừng quên là đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn mọi người những video tô màu tiếp theo của mình.